Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới quốc tế phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh tổ chức nghiệm thu đánh giá các giống mì kháng bệnh đã trồng khảo nghiệm tại xã Suối Dây, huyện Tân Châu. Sau 4 năm, dự án bước đầu chọn được hơn 20 dòng mì kháng bệnh khảm lá. Giai đoạn tiếp theo sẽ chọn 30-40% đến số dòng. Để tiếp tục khảo nghiệm, tìm dòng mì cho năng suất và chữ bột cao theo yêu cầu. Sau đợt khảo nghiệm lần này, nếu chọn được các bộ giống đủ điều kiện ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện mô hình khảo nghiệm chuyên sâu về tính ổn định năng suất chữ bột để xin chủ trương công nhận nhằm tăng thêm số lượng bộ giống kháng bệnh cung cấp cho người trồng ở tây ninh nói riêng và các tỉnh lân cận có nhu cầu trồng mì bằng giống sạch bệnh